Tiso xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiso Juju. Hai tuần rồi Tiso mới quay được cái cảnh đá hóng địa vào buổi sáng mà có cá như gì cả nhà mình. Tuần trước Tiso ra là không có cái gì hết trơn, phải đi về lại. Tuần này ra lại thì thấy có cá mà không biết là có cái gì để mua hay không cả nhà, vì cái thời tiết này thì nó cũng hơi thất thường chút. Hôm nay được có nhiêu đây thôi hả chị? Không có gì hết trơn luôn hả? Không, bé được 500 hay mấy hả? Bên đây ít cá vậy. Này cá mòi không hả? Ý à, còn có một ít thì thôi về nhà. Mấy hôm trước có nhiều cá không chị? Nhiều, mấy bữa trước nhiều. Dạ. Ai có mấy chứ? Tạ. Dạ, rồi hôm nay vậy hả? Hôm nay mắc cá rồi. Dạ. Nay cuối tuần mà cá gì rồi bán thì sao ta? Tùy bữa chị ha, bữa ít bữa nhiều ha. À, đem mua cá đem chợ. Cá đâu? Cá mồi không à? Út vừa vô hết cũng có bộ. Ai cũng ngóng chờ, ai cũng ngóng trông. Cá đâu hết rồi. Là hôm nay mình định ra đây mua ghẹ về ăn nữa chứ cả nhà. Không, mà có chai ngon nha. Chai bữa nay béo. Một cái trăm mà. Mà có bự đâu. Lươi mới ra nhỏ nhỏ. Chị có bự đâu. Cá nó đi đâu hết rồi. Dạ, cá đi chơi hết rồi. Còn con mực, con tôm kìa. Còn một con mực này. Ở đây có một cái thúng mới vô này, không biết có cá không. Có một thùng cá. Đi hướng nào? Là đi vô đây hả chị? À, đi vô đây. Có một thùng cá. Đó, ai cũng mong đợi cả nhà mình. Đó, có rất là nhiều người cũng đang ngồi giống như Tiso.
đợi coi thử là cá gì sẽ lên đây. Đó. Coi nè, có gì ạ? Ngon. Cá ngon. Lựa đi nha. Cá đối có con cuối đá, con còn cá đối. Cái này nó xương này khắp mồi nè. Ai ăn thịt ăn khắp mồi. Nó lâu vậy. Cái cần đó. Mực này bao nhiêu vậy? Mực bao nhiêu chị ơi? Chị mực cả chị. Chị mực bao nhiêu chị? Mực 30.000 một lạng. 30.000 mực là mực sống. Chị ơi cho em ở đây đi chị. Dạ đúng rồi. Chị, con này em bao nhiêu á? Chị cần cái mực này cho cái chị kia kìa chị. Nhưng mà chị ơi cả con nó hết tất cả luôn hả? Tất cả 30 hả? Bốn con ấm thôi, còn mực kia thì nó rẻ. Đúng rồi, con lấy đẹp á. Còn con kia nó dễ. À, có 4 con đó. Kiên con nữa, 5 con à. Chị ơi, cho em cái mực ống này là 30 hả? Cho em mấy con mực ống đi. Con mực này bao nhiêu hả? Con này bao nhiêu? Con mực này bao nhiêu chị? Em đây được 1 lẫu chị. 5.000 một lạng. Rồi cho cái con nó giống kiểu nó bị đi nữa. Dạ, nó bị còn một con bên kia nữa kìa. Này hàng nhà hiếm này cả nhà. Mà nhưng mà còn sống. Lấy một nạp hai mực luôn hả? Lấy một con mực ống đi, lấy mực ống đi. Dạ. Mấy bạn kia mới về lại rồi. Nhưng mà đợi có thể còn con nào nữa. Có chứ. Mực nem bé thêm mực này không được. Là em thì đầu kia 9 giờ. Cái này 3 lẻ. Đó chín thêm một cái túi 90.000 cho nó. Dạ không con để bự ổn đấy ạ. 90.000. Dạ. Đây chiên nè, bán xong là tiền đắp đây. Này còn sống mà. Đã vừa hết. Có 2 con tôm nữa. Lựa nãy giờ. Em đây quay con này vô cho khỏi lạc bày nè. Cá đối này nhiêu ký chị? Cái này 1 ký mấy đồng? 1 ký 3. Còn có 6 ký 7 nè. Cái này 1 ký 7. Mấy cá đấu không bỏ vô luôn đi. Em mấy cái này cá đấu không? Dạ 3 đồng. Trong như em mua cái này rồi. 1 ký 7 nè chị. Nhiêu? Đây là nhảy thôi. 7 ngàn đi cá đối. Rồi đó cả nhà. Ra đây là cuối cùng là còn lại có một chỗ này là có cá thôi. Đó, mọi người đứng xem mua cá ở đây còn lại có mỗi một chỗ này. Rồi các thống kia là họ vô bờ hết rồi. Một lạng. Nữa đó em, từ mấy dầu. Đó ngon đó. 35.000. Cho cái đứa nhỏ ăn được ha. Xương lắm. Cũng có xương. Liệt dầu. Canh cà kho keo. Cái này 2 lạng, 70.000 này chị ba. Hai con này bỏ đi không nè. 70.000 chỗ đó. Ê trời, 120 thôi 400. Hết rồi. Bên này cái kình. Cá này còn không? Hết rồi. Hết rồi chị em. Cái này là gì chị? Này cá gì? À có rồi. Cá của họ hết rồi. Cá ngon thật lượng. Này chết nước, cái chữ nó chết nước lắm. Nó chết nước cái gì hôm nay. Thấy là nhào vô. Sợ. Cái đó là kho mà không có đây không chưa. Thôi thôi, mấy chị á lựa đại. Dạ đúng rồi, nhưng mà kho nó ngon, nướng cũng ngon. Công mắt lửa. Mồi, cá mồi. Hết rồi, cả nhà mình không còn cái thúng nào vô nữa hả?
khách du lịch cả nhà mình. Chị này chỉ mua mực ống 300 ngàn một ký, size nhỏ. Được một cái là nó còn sống thôi. Chứ còn thì sự ra mà nếu mua cá về ăn thì mình đợi hôm nào mà có nhiều thúng đi ha, nhiều loại hải sản vô thì mình mua giá nó sẽ mềm hơn. Tisu cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh Tisu Chu Du ạ. Bây giờ thì Tisu xin phép dừng máy và chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, bình an đến mọi người, mọi nhà. Những hình ảnh thân thương từ biển Đá Ông Địa xin gửi đến cô chú anh chị các bạn Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.